Chào các bạn, thì hôm nay là mình sẽ quay trở lại với con ạc level 55 này. Thì chắc hẳn con ạc này cũng đã làm rất là nhiều video rồi. Thì hôm nay là sang tuần mới, thành ra là có sự kiện đập bình ma và cả dùng đá cường hóa và cường hóa vũ khí. Thì nói chung là dùng đá cường hóa và cường hóa vũ khí thì con gà nó rất có tâm khi mà cho chúng ta một cái combo sự kiện mà được khi các bạn sử dụng cường hóa và dùng vào cường hóa vũ khí thì nó rất là hợp lý ha mọi người. Chứ lúc trước thì thường thường là con gà nó sẽ cho các bạn sử dụng nó sẽ cho các bạn một cái sự kiện như là cường hóa vũ khí thôi hoặc là dùng đá cường hóa thôi, thì chúng ta sẽ rất là bất tiện trong cái việc đó. Nói chung đá cường hóa thì đối với những ạc server cũ thì nó rất là dư, tuy nhiên mà nếu như được double sự kiện thì rất là tốt nha các bạn. Thì bây giờ là cú sẽ vào con ạc này để làm sự kiện đập 40 bình ma và kèm theo đó là dùng đá cường hóa. Thì sau video nào này nếu như mà bạn nào cảm thấy ưng ý con ạc này thì các bạn có thể liên hệ cú để mua nha. Thì con ạc này hiện tại full đồ ấy, cầm phi tiêu và cả bếp phượng thì lực chiến của nó độ khoảng tầm gần 350k, 340 mấy k nha các bạn. Và ở đây thì cái Venus nó cũng đã gần lên cộng 6 rồi. Và cái hạnh phúc bên đây thì chỉ mới 4.000 mấy điểm thôi nha các bạn. Về vũ khí hay là full thông tin về con ạc này thì các bạn có thể vào kênh cú và kéo xuống khoảng video vài ngày trước thì cú cũng đã show full cho các bạn rồi. Giá thành của nó thì sẽ cao hơn cái con level 56 ngày hôm qua mà cú làm video cho các bạn xem nhé. Thì nói chung là nó cũng khá là hợp lý thôi. Thì nếu bạn nào mua thì liên hệ Zalo giùm mình hoặc gọi số điện thoại giùm mình nhé. Chứ cú không trả lời các bạn hay cũng không báo giá ở trên kênh nha. Thì trước khi vào video ấy thì cú sẽ lướt một số cái đồ cho mọi người tham khảo lại. Và sau đó thì sẽ làm cái sự kiện thôi mọi người. Đây. Thuộc tính thì hiện tại đang sử dụng bét rồng và Kara, thành ra là chỉ số khá là cao nha mọi người. Sát thương, phòng thủ cũng như tấn công và cả thủ luôn. Ở đây tấn công coi như 10k đi, 9999 rồi. Đặc biệt là tu luyện con ạc này thì gần max level 75 nha. Thường thường level 55 thì các bạn nên là chỉ sử dụng được tu luyện đến level 60 thôi. Riêng con ạc này thì do một lần lỗi game ấy thì bạn ấy đã lên gần full 75 luôn, rất là ok. Rất là ngon hơn so với những bạn 5X cùng trang lứa nha. Về phần ngọc thì hiện tại cũng khá là bình thường thôi. Phần bét thì hiện tại chúng ta đang sở hữu bét rồng và bét phượng hoàng level 70. Và đột phá thì nói chung nó cũng chưa cao lắm. Bét rồng thì level 92 cũng ổn rồi. Còn bét phượng hoàng thì chỉ mới được 12.800 máu là level 71 nha. Nói chung thì cũng khá là cao. Ngoài ra thì chúng ta còn một con bét rắn và 344 mảnh chúng ta chưa đột phá ở level 56 nha. Về chồng sao ạc này thì đã full luôn rồi mọi người. Ngon nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ chụp lại cho mọi người xem. Về vũ khí thì nói chung là chúng ta có karaoke nè, có xe hơi, có phi tiêu và cả những cái vũ khí truyền thiết vĩnh viễn ở bên đây như là boomerang và bíp thượng cổ đồ nhá. Thì đây là một con ạc, nói chung bạn ấy nạp cũng khá là ít thôi, thành ra là về việc mà lấy vũ khí này kia thì nó khá hạn chế hơn những ạc khác. Tuy nhiên về lực chiến hay là chỉ số thì nói chung rất là ổn nha các bạn. Thì trước khi vào đập bình ma thì cú sẽ nói sơ sơ tí xíu. Thì bạn nào cần mua ạc tầm trung, cần tầm từ 1 đến 2 triệu và những con ạc ép cấp bao sảnh cho mọi người ấy, thì các bạn liên hệ trực tiếp với cú qua số điện thoại giùm mình hoặc là Zalo của cú. Thì thường thường cú chỉ up bán ở bên Zalo nha. Facebook thì rất là ít bán. Ngoài ra thì cú không mở shop hay mở trang web nào bán hàng bất kỳ là không có nha các bạn. Chỉ làm cá nhân thôi. Thì mọi kèo giao dịch như là nạp mốc, thẻ game, giao dịch trung gian hay là mua bán ạc thì mong là mọi người hãy check cẩn thận như là call video hoặc là gọi số điện thoại để xác nhận xem có chuẩn là cú hay không. Tại vì hiện tại thì giả mạo rất là nhiều. Và đối với những bạn mà chưa biết đến cú thì các bạn có thể hỏi bạn bè nè, hỏi những bạn chơi game chung và cùng server hay là hỏi những bạn khác có chơi game Gunny, hỏi biết giao dịch viên MR cú Khương Phạm hay không. Chứ các bạn đừng chết với vai trò là YouTube nha. Kênh YouTube thì cú chỉ làm vui cho mọi người xem thôi, chứ cũng không có phát triển về YouTube hay là làm YouTube. Các bạn cũng thấy rồi, kênh của mình thì đa số là những bạn khách hàng đăng ký ủng hộ. Thì lượt đăng ký cũng được gần 3.000 người. Tuy nhiên thì lượt xem nó rất là bèo bọt, tại vì mình không có làm chính và mình cũng không có khiếu về mảng này nha các bạn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ quay trở lại con ạc này và vào sự kiện thôi. Thì chúc các bạn là có một ngày mới chơi game vui vẻ nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đập 40 cái bình ma trước nha các bạn. Bây giờ thì là 10 búa đầu tiên. 10 búa đầu tiên thì nói chung chả có gì đặc biệt cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thêm 10 búa tiếp theo nha. Hiện tại thì túi đồ khá là đầy nhưng mà bán thì rất là mất thời gian nha. 10 búa tiếp theo thì cũng y chang, chả có gì hot.
Ồ, cũng như thế thôi các bạn. Bốn mươi bố có vẻ là khá là gác thôi, không có gì đặc biệt cả. Ở đây thì đây, các bạn cũng xem rồi, thì Cú luôn kêu các bạn là tích lương thực nè, khí hồn nè, và cả búa ma. Và nói chung là những cái vật phẩm thì các bạn nên tích, và đợi sự kiện thì các bạn sử dụng. Đá cường hóa đồ nữa thì sẽ được nhận quà thêm. Nói chung thì quà thì đương nhiên là cái sự kiện thì nó sẽ không được bằng những bạn nạp khác, nhưng mà nói chung là các bạn nhận được thêm cái nào hay cái đó nha, cũng khá là giá trị chứ không phải là đồ thừa đâu các bạn. Đây, lương thực và những cái túi quà may mắn, đặc biệt là đá khảm đồ nữa. Thì ở đây là dùng đá cường hóa hay là cường hóa vũ khí thì bạn ấy đều chưa làm cả. Hôm nay thì để thử sức với 3K đá xem như thế nào nha mọi người. 3K đá thì bây giờ là Cú sẽ chọn một cái photocopy cộng 2 đi, để mình cường hóa 3K đá. Thì hiện tại chúng ta là có 8.600 viên đá cường hóa và 1.400 bùa. Thì bây giờ chúng ta sẽ canh là, tức là còn khoảng 5.600 là vừa đủ sự kiện, thì xem chúng ta tăng được cộng mấy nha các bạn. Đây, cộng 5 rồi. Hình như là từ cộng 6 trở lên mới có quà hả mọi người. Đây, cô đã lên cộng 6 nha. Lúc trước thì những cái vũ khí như là wow photocopy, wow súng nước, wow gồng nước ấy, hay là cái gì nữa nào tự nhiên cái quên hả mọi người. Thì xe hơi nữa, thì lúc đó các bạn nạp sự kiện 100k là mọi người sẽ được điều vĩnh viễn hết. Tuy nhiên bây giờ sự kiện đó thì cũ không có thấy nữa. Hầu như là bây giờ nó chỉ cho các bạn là được 30 ngày thôi. Thành ra là những cái vũ khí như thế này ấy, rất ít các bạn sử dụng, và kèm theo đó thì kiếm vĩnh viễn nó rất là khó nha. Đây, wow xe hơi đồ. Nói chung thì những cái con ạc mà không có super ấy, là những cái vũ khí này coi như là rất là quý luôn ấy mọi người. Nó rất là vừa độc lạ mà nó vừa rất là vui. Có vẻ khá là căng nha mọi người. Gần 300 viên, tuy nhiên thì Cú chỉ mới lên cộng 8 thôi. Chúng ta phải mồi chày các kiểu rồi. Thất bại luôn trời. Ở đây thì mình dung lên cho bạn ấy thôi chứ... Đấy. Chứ Cú cũng không dám nữa, tại đá chúc phúc thì các bạn tích nó rất là cực. Cho nên là để họ tự lên đi, có thất bại thì họ cũng chấp nhận. Chứ nếu như mà mình làm giùm thì nói chung có nhiều bạn dễ tính thì không nói, có nhiều bạn khó tính á, tuy là họ sẽ nể nang mình, hay là nói chung là họ tôn trọng mình chứ không phải nể nang mình, thì họ sẽ không có cự cãi này kia các kiểu với mình. Nhưng mà có nhiều, nhưng mà họ rất là buồn, thành ra là chưa có hỏi ý thì mình sẽ không có đụng tới những món đồ nhé các bạn. Thì hiện tại là đã lên cộng 11 rồi, khá là đơn giản nha. Hy vọng là từ đây lên tới 15 nó cũng như vậy luôn nha các bạn. Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ ra mồi chày cái gì đây. Ở đây thì chúng ta có đá sẵn nha, Cú sẽ hợp vào cái ủa đâu rồi, đây. Đấy, lên rồi đấy mọi người. Thêm một vài viên nữa cho nó thất bại ấy. Chủ yếu là nó thất bại để cho nó tăng cái tỷ lệ cường hóa của chúng ta lên. Tuy nhiên thì cái mẹo này Cú cũng không có xác nhận được là nó có giúp ích được mình cái gì hay không nha các bạn. Tuy nhiên khi mà các bạn làm những cái chiêu trò như là cống hiến vui hay là hợp thành dung luyện các kiểu ấy, thì nó sẽ làm cho các bạn giảm bớt đi đá cường hóa một tí xíu, đỡ tốn ấy. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn nào đen thì cho dù các bạn có làm chiêu trò các kiểu thì cũng không lên đâu. Hiện tại như mình đây, lên 12 có vẻ là bị kẹt rồi, nó đi luôn cả 7.000 viên đá này luôn nha mọi người. Toan rồi, toan thật rồi. Ở đây thì full hết rồi nha. Có một cái chúng ta cộng 12 sẵn rồi đây. Tới 11 rồi, hay là chúng ta chiêu trò đi mọi người. Đây, mặc cái 12 vào. Mặc cái 12 vào ấy thì các bạn chỉ cần nhấn một cái thôi là chúng ta sẽ được tính nha mọi người, là được tính 12 luôn. Đây, may mắn quá, vừa di chuyển sang xe là chúng ta lên được 13 luôn. Đây gọi là chiêu trò. Tuần sau thì nếu như chúng ta sẽ, nếu như mà sự kiện cường hóa vũ khí lần sau nó đớp lại ấy, thì chúng ta có thể dùng tiếp cái cây cộng 11 đó. Bởi vậy rất là có lợi thế luôn nha các bạn.
Đây, chúng ta ăn được 12, tuy nhiên là không cần phải cường hóa lên cộng 12 luôn, tại vì chúng ta có sẵn một cái vũ khí 12, khi mà các bạn lít vào thì sẽ nhận mốc 12, tương tự như vậy là 13, 14. Vậy chứng tỏ ra cái sự kiện này dễ nha. Nếu như mà chúng ta có nhiều đá cường hóa thì chỉ cần chúng ta làm ở cộng 6 một cây, cộng 7 một cây, cộng 8 một cây, cộng 9 một cây, cộng 10 một cây, và sau đó là mỗi cái các bạn cho đến cộng 15 thì mỗi cái các bạn lít một cái là coi như là chúng ta ăn full sự kiện mà không phải tốn quá nhiều đá cường hóa nha. Thôi đen mẹ rồi, không biết là có cây nào ở trong túi cộng 14 sẵn không nha. À quên nữa, cái đó là các bạn phải cộng 14 và lên cộng 15 nữa, phải cần một cây cộng 15 nữa nha mọi người, thì các bạn mới lên được, mới ăn được mốc cộng 15. Nói chung thì tất cả nó đều có một cái độ khó nhất định cả mọi người. Ở đây thì hết rồi, thua rồi, cả hai chiếc xe đều cộng 13 hết nha mọi người. Ăn gian một cấp rồi đó, mà còn khá là đen. Hiện tại thì Cú đã lên cộng 14 rồi nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần lít lên 15 thôi. Tuy nhiên đá cường hóa 3K thì nó dư cho chúng ta khá là nhiều. Thì ở đây chúng ta có thể cường hóa phụ thêm một cái món như là áo nón gì đó, hay là thiên sứ. Đợi sự kiện thì các bạn có thể lấy ra quất luôn, dùng luôn, không cần phải nâng cấp từ từ lại nhé. Đen rồi mọi người ơi, cộng 15 có vẻ khá là khó rồi. Để Cú múa mai quay cuồng nhử nhử xem như thế nào. Wow, lên luôn kìa mọi người. Đấy, hình như nó bị lắc hay sao ấy. Mình ấn xong rồi mà nó vẫn chạy, thất bại kìa mọi người. Đấy, để cho nó chạy hết đi, chứ nếu như nó lắc á thì nó sẽ, khi mà các bạn bị lãng á thì nó sẽ có hai như con dao hai lưỡi vậy đó, lên là nó sẽ lên luôn, còn nếu như nó không lên là nó cứ thất bại hoài vậy đó mọi người. Căng nhờ. Nếu như mà bạn nào nhiều đá cường hóa thì các bạn cường hóa sẵn 2 cây cộng 14 đi. Sau đó thì từ 14 các bạn gỡ cái bùa này ra nè, là các bạn chỉ cần ấn là nó sẽ gớt xuống 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6 cho đến cộng 5, cộng 4 là các bạn sẽ ăn được full sự kiện luôn. Nói chung là có rất nhiều kiểu để cho mọi người ăn. Có cuộc gọi rồi, cứ ngưng lại một chút. Hiện tại là chúng ta còn khoảng 500-600 viên nữa là đã đủ 3K rồi nha mọi người. Nhưng mà hiện tại thì cộng 15 khá là đen nha. Vẫn không lên các bạn ơi. Nếu như mà hút đá cường hóa thì nó khá là tiếc nha. Tại vì 500-600 viên nữa để mình thử xem là khi mà đủ 3K viên thì có đủ lên từ 1 cộng 15 hay không. Đây, hiện tại thì Cú đã lên xong 15, nhưng mà khi nãy thì chúng ta bỏ qua một bước cộng 12 rồi các bạn. Thành ra là tính ra là hôm nay thì chúng ta cũng khá là đen nha, chứ cũng không phải là đỏ đâu. Hiện tại thì dùng đá cường hóa là còn được khoảng 300 viên nữa các bạn, là chúng ta đã sử dụng khoảng 2K7 viên cho từ lên cộng 2 lên đến 15. Tuy nhiên thì chúng ta bỏ đi cái khúc cộng 12 nha mọi người. Đây, cường hóa vũ khí thì hiện tại bây giờ mình đã full rồi, từ ở trên xuống dưới đây, tức là từ cộng 6 cho đến cộng 15 nhé các bạn. Thì Cú cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi video của Cú. Và nếu như mà bạn nào cần mua hạt tầm trung, cần nạp mốc hay là cần giao dịch trung gian ấy, thì các bạn liên hệ trực tiếp với Cú qua số điện thoại hoặc là Zalo nha. Thì còn mấy trăm viên này thì mình sẽ làm sao. Thì xin chào tất cả các bạn và hẹn mọi người ở video sau.